Các bạn nhìn vào hình này thì các bạn đoán xem là nội dung của nó là cái gì? Nhìn hình có một vị hòa thượng đang ngồi đúng không? Có nghĩa là cái sự... Đây, inspirational folks. Có nghĩa là những câu chuyện về những người mà truyền cảm hứng. Tại vì mình thấy là cuối năm là người ta hay trao giải truyền cảm hứng này kia, nên mình thấy đây là một thời điểm thích hợp để mà các bạn có thể lấy được cảm hứng từ những người mà thật sự đã làm ra những điều to tát. Ví dụ như là những nghệ sĩ nổi tiếng hay là chính trị gia, nhà lãnh đạo, rồi vân vân. Đây, ở đây có một chữ luôn nè, biếm họa danh ngôn truyền cảm hứng, và ở đây là biếm họa mơ điều không tưởng, rất là dễ thương. Nói chung là ấn tượng của mình lúc mà nhìn hai quyển sách này thì mình rất là thích về cái màu. Hai màu này rất là kiểu sao ta, trendy đó mấy bạn. Nó vừa cam nhưng mà không phải là, ở cái màu cam này cũng bình thường, nhưng cái màu xanh này mình rất là thích. Anyway, mình rất là shallow nên là mình bị ấn tượng về hình thức trước. Người ta hay nói là đừng nên judge a book by its cover, là đừng nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhưng mà thật ra cái book cover là để attract người khác mà, cái bìa sách là để mà thu hút người khác mà, nên là không thể nào mà nói người ta không được đoán bằng cái bìa sách được. Và có một điều mình thích hơn nữa về cái tập hai truyện của sách này, đó chính là bản thân của tác giả Gavin, không biết đọc tên nói chung là Gavin đó, thì tác giả này cũng bỏ làm sau 8 năm để mà trở thành người vẽ truyện tranh chuyên nghiệp, cartoonist. Mình thấy rất là ngưỡng mộ những ai mà thật sự dám thay đổi khi mà đã nhận ra đam mê thật sự của mình là gì rồi. Cái đó rất là khó, tại vì mỗi khi mà bạn đã ở trong cái guồng quay mà, giống như hôm bữa mình nói đó, cái clip mà sống như ý đó, nhiều khi bị những cái tác động ngoại cảnh, cái xong rồi mình vô một cái guồng quay rồi và khó để mà bứt ra được thì rất là buồn. Nhưng mà tác giả đã dám bứt ra khỏi cái 8 năm nghề nghiệp và trở thành một nhà biếm họa theo mong muốn, và thật sự đã thành công như vậy thì rất là đáng trân trọng. Mà thật ra ai không thành công thì chỉ là chưa thôi. Nếu mà có thể cố gắng một cách có nỗ lực và có suy nghĩ, có sự tính toán, chứ không phải là chỉ đâm đầu vào làm, có tính toán một chút, có chiến lược một chút thì mình nghĩ là sẽ ổn thôi. Bây giờ thì mình sẽ mở sách cho các bạn coi một chút xíu nha. Đây dễ thương không? Sách toàn là tranh không mà, nên là rất là dễ đọc mà rất là dễ thương luôn đó. Đây, bí quyết hạnh phúc đảm bảo thành công, biếm họa. Và có thêm một cái là chính là thói thương hại bản thân nè, rất là dễ thương luôn đó. Ví dụ là trong cái chuyện này nè, đang nói về chuyện là yêu hết lòng, có nghĩa là chấp nhận tổn thương, thì ở đây có thể thấy được là trái tim bị xé nát, à bị đâm chọt nè, yêu rồi để trái tim bị giày vò và có thể sẽ tan vỡ. Nếu muốn giữ trái tim mình nguyên vẹn, bạn không được trao nó cho bất kỳ ai, kể cả con vật. Nhưng mà cuối cùng á, thì người ta kết lại bằng cái câu của người nổi tiếng, đó chính là khóa chặt trái tim trong chiếc hòm mang tên ích kỷ, và ở nơi đó, trong sự an toàn tối tăm, vô cảm và ngột ngạt, trái tim bạn sẽ thay đổi, nó sẽ không bị tổn thương, không thể tan vỡ, bất khả xâm phạm, và nó sẽ trở nên tuyệt vọng. Cứ yêu vào đâu đi hả? Hoặc mà có chiến lược một chút nha, chứ đau hoài nhiều khi lại dẫn tới những cái ý nghĩ tuyệt vọng khác thì sao. Nhưng mà nói chung á, đây là một cái bộ sách mà mình rất là thích luôn á. Tại vì những câu chuyện rất là nhiều khi mình biết rồi, tại vì mình cũng hơi già rồi mà, nhưng mà cái cách truyền đạt nó khác đi, làm cho mình thấy thú vị và nó thấm nhiều hơn. Đây là mình nghĩ là đối với những bé nào mà vẫn còn chưa già như mình thì sẽ học được rất nhiều từ những cuốn sách này và có thêm những cái kim chỉ nam cho cuộc sống. À, với cả là đầu năm mới đọc cái gì vui vui cho nó vui đúng không? Nên là quyển sách này sẽ rất là vui. Vừa đẹp mà vừa vui.